bên sông em hát ngọt ngào một khúc tình ca. Thương nhau mấy năm rồi mà thuyền vẫn còn chưa qua. Lòng em cũng nhung nhớ mấy mùa thiên ly nở hoa. Chỉ mong cho đôi mình kết duyên trọn tình đôi ta. Trời sao như chân dán tình mình sẽ mãi đậm sâu. Dẫu phong ba thế nào ta chẳng phải giấu. Có thương em thiệt lòng thì anh hãy nói một câu. Hãy nói một câu. Áo yên ương long phùng mình để tự tay em khâu. Tay cầm bông hoa bắt cầu đi qua. Em đưa mẹ chở cho nâng nhau lên nghĩa cao trâu. Bên nhau mà dài lâu đến khi ta bắt đầu. Nguyện mãi mãi sẽ chung lòng dù để có khó. Sống gió gian nan cứ để em lo. Chỉ cần thương nhau đôi ta xây đắp một tình yêu. Ngồi bên sông em hát ngọt ngào một khúc tình ca. Thương nhau mấy năm rồi mà thuyền vẫn còn chưa qua. Lòng em cũng nhung nhớ mấy mùa thiên ly nở hoa. Chỉ mong cho đôi mình kết duyên trọn tình đôi ta. Trời sao như chung dám tình mình sẽ mãi đắm sâu. Dẫu không ba thế nào ta chẳng phải giấu. Có thương em thiệt lòng thì anh hãy nói một. Trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tính chuyện trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì gần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngư ôm anh khóc đón em về dinh rồi. Xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sống do chuyện gì mà khó thì cứ để đó lo. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tính chuyện trăm năm.
chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình vui quý thì ngần ngày chi một hai ba vô hết luôn. Kiểu dạng ngư ô anh khóc đón em về Vinh rồi, hoa pháo bay đâu tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sống do chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Lòng anh sáng anh mang bưng theo cao châu, mãi mãi không đổi thay. Tình này nguyện trao em đắm say, cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Nếu như một ngày em buồn, anh sẽ làm cả bầu trời để cho em thấy không trời rơi. Cho em thấy
mượt mà sao dễ thương. Chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng, trong đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng dinh qua gức dâu. Bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cạo châu, mãi mãi không đổi thay. Tình này nguyện trao em đắm say, cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Nếu như một ngày em buồn, anh sẽ làm ca bầu trời để cho em thấy không chơi dời. Cưới hỏi cho thầy cao để được chấp nhận tôi
Bây giờ xin cho đàn ca đến đi làm cái lễ nhập gia. Bằng lòng theo anh về quê, kiều vàng mình đi trên đường đê, nắng mai chẳng qua cho gia đình mình thành xưa gia trong lối về. Nhịp cầu đông đưa ta tin anh, trọn đời ai yêu em bằng anh. Đã bao lâu rồi anh rước em về, chờ đợi anh kêu em mình ơi. Đường gập ghềnh cầu che khó đi, có xa xôi em cũng đi theo chàng. Lòng bồi hồi chờ mẹ cha mỗi mặt, ngày du quê anh đưa em về Vinh. Sao mà vui có anh bên đời mình, ngày cày nương sâu chèo ghé tối ta tình ta. Mơ chi nhà cao gấm nhung lụa là nhà mình Bạc Liêu, mơ đông đầy con cháu. Bằng lòng theo anh đi về quê, kiều vàng mình đi trên đường đê, nắng mai giang qua cho hai gia đình mình thành xuôi gia chung đường về. Nhịp cầu đông đưa ta tin anh, trọn đời ai yêu em bằng anh. Đã bao lâu rồi anh rước em về, chờ đợi anh yêu em mình. Coi gà, chín con gà, chín con ngựa có hồng mau. Xin lễ linh đình 25 âm lịch này anh mang thêm quá trâu cao. Gặp mặt hai bác anh hỏi cưới, chờ đợi ý em muốn làm sao. Mấy năm yêu rồi giờ làm đám cưới sao, nay con làm giàu. Vui sao mà vui có anh bên đời mình, ngày cày nương sâu chèo ghé tối ta tình ta. Mơ chi nhà cao gấm nhung lụa là nhà mình Bạc Liêu, mơ đông đầy con cháu. Bằng lòng theo anh đi về quê, kiều vàng mình đi trên đường đê, nắng mai giang qua cho hai gia đình mình thành xuôi gia chung đường về. Nhịp cầu đông đưa ta tin anh, trọn đời ai yêu em bằng anh. Đã bao lâu rồi anh rước em về, chờ đợi anh kêu em mình ơi. Ơi họ ơi, nguyện đi theo anh đến trọn đời. Kính thưa hai họ, hôm nay nhà không phải các cụ con cơ, được sự thống nhất của hai hai bên hai họ, chúng tôi đại diện cho nhà trai hôm nay đến vừa làm nghĩa tổ chức cái lễ ra mắt trước, rồi ra mắt nhà gái, sau là để cho hai cháu được kết duyên vợ chồng chung một mái nhà. Thì bây giờ phần thiếu phần lễ vật là ở nhà trai hôm nay cũng mang chính lễ đến tình cái để mâm lễ vợ còn có sáu mâm. Thứ nhất mâm trà, mâm rượu, mâm bánh, mâm trái cây và một số như là tất cả là sáu mâm. Bây giờ thì trước tiên đó là để cùng lễ vật thì chúng tôi xin lấy được đồng ý cho cháu đến để cúi lại tổ tiên ông bà, trước là bà sau là cha mẹ, với được sự đồng ý thì chúng tôi chẳng đi vô. Rồi bây giờ tôi là đại diện họ nhà gái ha, chấp nhận cái nghi lễ mà nhà trai mới về trình. Thì bây giờ thống nhất chung là toàn tiếng lý đốt nhang trên bàn thờ gái nội và nội cha. Hôm nay là cái ngày cũng như là đám hỏi đi, ngày mai mới là du nguyên, ngày mai mới là đám cưới. Về cũng như là cảm ơn Phước Minh hôm nay là cái ngày của Phước Quỳnh đó, để cho mình rể nó khác. Thank you.
tôi phải là hướng dẫn chú rể cũng như là ra mắt ông bà rồi bác chú cậu dượng cô dì mợ thím bên vợ. Nhưng mà thôi bây giờ mình muốn làm cho nó nhanh một chút, tranh thủ thời gian. Bây giờ ông đại diện nhà trai cứ việc trình xính lễ rồi xong xuôi rồi cho con dâu nó ra, hai đứa nó đi ra mắt ông bà một lượt luôn. Kính thưa hôm nay xin dẫn tôi đi cần số xính lễ cho trước là xính lễ cho con dâu, sau số là cũng là đám và đấy chúng ta cũng là phép cần xính lễ xong thì cũng là cô dâu để những gì bên gia đình chồng đó là trao cho con. Trước thì họ nhà trai xin lấy qua họ nhà gái số tiền là 50 triệu để phụ qua đám cho đám cưới của hai cháu. Trình cái số lượng mà anh giữ từ chỗ mong tới cuối cùng là nói vậy thôi chứ đừng nói số lượng. Rồi bây giờ kế tiếp nữa thì cho anh được cái cái nữa là tặng cho con dâu một chiếc vòng và một sợi dây lắc đó là em muốn mấy cái là năm chỉ và thành cho cô một cái gì cũng chưa nói sao rồi bao cưới sao còn cho nó ra đủ 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 cái nữa là con nhà trai sẽ tặng cho cô dâu nhẫn, còn nhẫn cưới thì hai chiếc sẽ để xuống khi mời nhà dâu ra. Thành ra bên nội nhà trai á là tặng cho cô dâu một chiếc nhỏ vòng tròn 43. Bây giờ tất cả những phần mà sinh nhật hôm nay thì ở nhà tay đáo cho lập nước. Tôi cũng kính thưa tất cả quý ông bà cô bác và anh chị em có mặt đến ngày thành hôn hôm nay nhé. Bên vấn đề xin lễ của nhà trai hôm nay trước hết ha là một đôi bông hổng tròn và nữ trang kèm theo là một cái kiềng cổ, một chiếc lắc, một cặp nhẫn. Rồi cái này là nhẫn cưới phải không? Cái này, mẹ chồng tặng con dâu chỉ để ngồi chừng nào con dâu nó ra rồi mình tặng. Tôi xin lặp lại là cũng như là đôi bông hổng tròn, rồi một cái kiềng cổ và một chiếc lắc và một cặp nhẫn. Tổng số kiềng cổ với chiếc lắc là một cây vàng 24. Còn cái tiền thông dụng cho nhà gái ngày hôm nay và ngày mai là lễ là đám cưới luôn á là 50 triệu đồng. Xin kính thưa quý ông bà cô bác và anh chị em, đó là xính lễ của nhà trai. Mất gia đình em mơ được làm cô dâu.
trên tay cầm thêm bó hoa màu, dây tơ hồng đã nói cho lứa đôi thật mừng mà thương nhau phải như ba má là sẽ yêu nhau tới già. Ngày lành thì anh đưa chào cao qua, em sẽ theo anh đi về nhà, mình về bên nhau dừng say thương là tình nồng không phải tay trong tay áo hoa rồng mua phường bay. Còn gì đẹp hơn ngày vui hai bên họ hàng cùng nhau nâng ly chúc cho hạnh phúc đôi mình. Chúng tôi xin trân trọng thông báo gia lành đã tới. Mời quan viên hai họ điển vị, xin mời cô dâu và chú rể bước đến làm lễ. Chô một lạy nhất bái cha mẹ, hai lạy nhị bái cao đường, lạy thứ ba phu thê giao bái, thế là đôi ta đã được cuốn chung một giường. Hai họ phía dưới nhìn nhau, miệng tươi cười chúc phúc từng câu, nhìn em hạnh phúc khóe mắt lệ cây. Ngày hôm nay chính thức em đã được làm cô dâu. Tiếng nhạc đèn vang, từng lời ca hát, nhà ta đứng nhảy vui cứ như là xuân sen. Mình đứng qua bằng bên đây nè, đôi bằng bên đó là từng ly rượu mời mừng hạnh phúc đôi ta. Nhà vui hôm nay ta quý hơn bạc vàng, làm anh hạnh phúc khi mà cưới được đèn. Tình đôi ta sẽ mãi không đổi giác, anh chỉ muốn sau này ta có những con một đèn em. Mấy lâu nay em trông rồi mong, chờ ngày anh qua ra mắt gia đình. Em mơ được làm cô dâu, trên tay cầm thêm bó hoa màu, dây tơ hồng đã nói cho lứa đôi thật mừng mà thương nhau phải như ba má là sẽ yêu nhau tới già. Ngày lành thì anh đưa chào cao qua, em sẽ theo anh đi về nhà, mình về bên nhau dừng say thương là tình nồng không phải tay trong tay áo hoa rồng mua phường bay. Còn gì đẹp hơn ngày vui hai bên họ hàng cùng nhau nâng ly chúc cho hạnh phúc đôi mình. Ôi thương em thì anh nhớ thật thà, anh nhớ thật thà. Ôi anh nhớ nghe lời để cho em nghe, mình về bên nhau dừng say thương là tình nồng không phải tay trong tay. Tôi cũng xin giới thiệu với mấy họ nhà đang đây là bác Xui, là Xui Nha với bà ngoại của nó là của mình là con dâu của ngày hôm nay. Mời đủ chú rể, chú rể mời đủ, chuẩn bị mời đủ. Ở trên với bác Xui ha, hôm nay là cái ngày cũng như là thằng bạn của cháu. Thì xin là ông bác Xui như lòng uống miếng rượu trước là chúc mừng cho cháu. Sau là cái bước mặt hôm nay, đây là cháu rể của mình. Rồi kế tiếp, tôi cũng giới thiệu với quý nhà trai nhé. Bà cáo xanh rồi kế đó là bà nội của cháu Quỳnh. Bà nội hôm nay là cái nhà vua của cháu nội mình. Thì xin bà nội vui lòng muốn rượu chúc mừng cho hai đứa con và biết mặt hôm nay đây là cháu rể. Con bà nội. Bà nội ơi, khoan bà nội, nhìn nha cái bà nội. Chú rể. Dạ rồi, cảm ơn. Để dùng mấy chú bà. Rồi sao? Bà nội, bà nội có lì xì cho cháu gì không? Đói mới lì xì. Hả? Bây giờ không có lì xì, đói. Đói vậy? Đói xin cháu. Đói mà đói gì mới lì xì. Tới bà ngoại nha con, không là bà ngoại không biết được. Không, em không có. Ngoại ơi, vậy con cái bà ngoại ơi. Tôi cũng xin phép ha,
rồi bác chú cậu dượng nó còn nhiều lắm, nhưng mà để tối thì nó gặp quả là ngày mai. Bây giờ thì trước hết những người ngồi trên bàn đọc này thôi, bây giờ thì mấy ông mấy bác mấy bà cô gì mọi tiếng con như là đã xong. Giờ đến cái phần ba mẹ, thì phần ba mẹ này mặc dầu tôi là đại diện của hội nhà gái, mà tôi xin phép là nói chung ba mẹ hai bên hết. Thì nếu mà nói ba mẹ bên này rồi ba mẹ bên này ngồi để nhìn thì thấy nó cũng không có hòa hợp khác hết lắm, thì tôi xin là về vấn đề mà cũng như là lại đã không sanh thành dưỡng dục của ba mẹ thì tôi xin nói là thông gia hai bên hết. Hôm nay là ngày cũng như là sắp sửa thành hôn, không còn bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa thì đến cái ngày rước dâu rồi, thì tôi xin nói là hai ông cha trước cái công mà cũng như là dưỡng dục là của hai ông cha đã dạy bảo, thì trong mấy mươi năm hy vọng ai cũng dạy hết sanh con ra rồi nuôi con lớn lên, ai cũng mơ ước là con mình lớn lên được yên bề gia thất. Thì trong mấy mươi năm hy vọng của thông gia hai bên hôm nay nó đã trở thành sự thật. Từ thưa quý thông gia, thì xin mời hai em thông gia vô lòng uống miếng rượu trước để chúc mừng cho con, sau để cho hai đứa con đã thể hiện sự biết ơn công dưỡng dục của hai ông cha. Xin mời con mời ba bên này cùng quỳnh cầm chung rượu, mời ba bên này thưa ba uống với con miếng rượu. Mày em chưa bắt tay em con cái ạ. Rồi giờ đến cái phần mẹ, thì cái công mà sanh thành á, tôi cũng xin thưa ở đây mình tất cả mình đều là ba là mẹ là ông là bà hết rồi, ai cũng hiểu chuyện đó. 9 tháng cưu mang rồi 3 năm ẩm bồng, nó cái công lao đó không biết chừng nào mình con nó trả ơn được. Thì tôi cũng xin phép là hai bà thông gia ha, vui lòng uống rượu chúc mừng cho hai đứa con mình, và cũng để cho con nó thể hiện sự biết ơn. Chứ nếu bây giờ nói là ơn thì phải trả, tôi cũng xin phép là hai đứa con nó không thể trả ơn ngay từ bây giờ được, mà hai đứa con nó chỉ thể hiện sự biết ơn công sanh thành của hai bà mẹ đó. Thì xin con hai con bà mẹ bên này uống miếng rượu, quỳnh mày mẹ bên này uống miếng rượu. Thì trong khi mà con nó mời uống rượu thì bà thông gia có muốn tặng gì thì tặng luôn. Cụng ly rồi xuống, cụng ly. Rồi, uống cạn luôn. Mẹ trong nhà dạy hết sức. Rồi, hai bà chui chồng tới bắt tay cái hai bà chui ơi. Dạy mẹ nhìn đây nè, mang tay người. Nào, bà mẹ chồng năm nay. Khanh đứng lên luôn, Khanh ơi, đứng lên. Rồi, đứng lên trong Khanh ơi. Rồi, dâu hung mẹ cái này dâu. Cứ quay tự do đi. Rồi, giờ em về phía trước cái nè, rồi. Rồi, quý cảm ơn. Bắt tay ra, vô rễ nhìn đây. Bắt tay ra. Gặt gặt mạnh lên, ra đúng rồi. Rồi. Thưa mọi người gái, thì đứng vô cái cơm bên đây. Thứ nhất là bác hai của chú rể. Rồi bác hai ơi, nhìn đây cái bác hai. Chú rể chính anh nè, quên chính anh. Rồi trao lại cho bên kia vô. Rồi cái phụ quốc cụ. Dạ mời bác hai gái đi. Bác gái ơi, nhìn đây cái bác gái ơi, bác gái ơi, nhìn con cái. Nhưng mà thay lời cái này cô dâu chú mắng của bác trai là tặng quà. Rồi đem cho cháu luôn đi bác. Đem cháu luôn anh này. Chị hai đó. Xây dựng. Bác ơi mày đó. Không, giờ đứng dậy thì nghe điện thoại được. Mai dặn rượu ra trước nha, má hai. Má hai gấp quá. Để quả chút xíu má hai ơi.
ơi, bác hai ơi, nhìn đây nè. Chẳng cạn nha. Cạn nha. Mấy cạn. Cạn đưa lỗ. Chút xíu là cũng đưa đúng. Nó đưa mình cạn nha. Xin mời ba ba. Lẹ, khoan, con dâu. Tới con. Rồi, ba ba ơi. Ok. Giá kỹ luôn. Mắng chơi trời. Ngoài chị ai luôn. Thế tiếp đó là cái mời rất quan trọng của ngày hôm nay, đó là chị hai của chú rể. Xin mời chị hai. Mày ngồi yên đi. Nè, thằng này nó chưa mà đủ mà. Mày ngồi yên đi. Em gái chứ không phải là em dâu đâu nha. Rồi không chị hai miếng nha. Rồi bước vô trong nha. Chúc mừng là có những nhà hôm nay là coi như đến để chúng tôi dặn là cho hai cháu nó biết nhau giữa họ tập hai bên và cha mẹ của hai bên. Thì sẵn đây thì thay mặt tại nhà trai tôi xin đại diện là ngày mai vào lúc 8 giờ sáng ngày mai cho phép được họ nhà trai đến để trước cô dâu về nhà chồng, và tiếp đó là xin mời tất cả gia quyến của họ nhà gái đến cùng vui chung bữa tiệc với họ nhà trai và ngày mai sáng mai 8 giờ sẽ đến để rước dâu. Và kính thưa chú Quý Lượng, đón chào tất cả quý ông bà cô bác và anh chị em có mặt trong cái ngày đưa quê hôm nay. Coi như cái nghi lễ của nhà trai nhà gái đến đây đã xong, tôi đại diện của họ nhà gái xin kính thỉnh tất cả quý họ nhà trai dù có bận công việc gì cũng phải nán lại đôi phút để mà giữ một cái bữa tiệc cũng như là chúc mừng cho hai đứa con mình nó được hạnh phúc lâu dài. Cũng như là nghi lễ của ngày hôm nay đến đây là đã xong, xin hết và mời tất cả quý cậu họ nhà trai mình ở đây dùng một bữa tiệc thân mật đối với quý họ nhà gái chúng tôi. Dạ, xin kính mời các con chào, hỗ tay lớn các bác ơi. Mình cũng trai tài gái sắc mà
đâu bằng lòng nghe đến thưa cha mẹ về nhà làm dâu. Dù là nắng hay là mưa, chẳng cần cưới em nữa làm chi, cưới luôn anh ơi mau lẹ mẹ cho trong ngon. Bên dòng sông ngóng trông chờ trâu cao thiên qua đưa tới, rước nhau đưa nhau cũng bước qua cầu cực đầu mẹ cha. Quê anh đường có quanh co em cũng chẳng lo, có yêu thương nhau mây đèo mây núi cũng qua. Cúp leo tranh trái tim vàng mà ta thường hay mơ ước, tới luôn anh ơi thấy bói xem rồi ngày lành tháng tuôn. Thương anh như có yêu cây như gió dưới mây, ngày anh ơi làm trong em nhé. Cúp leo tranh trái tim vàng mà ta thường hay mơ ước, tới luôn anh ơi thấy bói xem rồi ngày lành tháng tuôn. Thương anh như có yêu cây như gió dưới mây, ngày anh ơi làm lòng anh say đắm sáng nhớ đêm về tương tư. Em đi thăm luôn rau sao nhà, mà anh đi theo anh ngắm rồi buông câu tỏ tình. Mà anh ơi, em đây tôi mới còn son như là chim vèo von. Em chưa có muốn chồng con, anh đừng có đốn tim em. Chưa biết yêu là gì, nếu yêu thì ráng chờ đi, mai này em lớn khôn thì em sẽ suy nghĩ lại. Lòng anh say đắm sáng nhớ đêm về tương tư. Bị bệnh tương tư đó biết chưa. Em đi thăm luôn rau sao nhà, mà anh đi theo anh ngắm rồi buông câu tỏ tình. Em đây tôi mới còn son như là chim vèo von. Em chưa có muốn chồng con, anh đừng có đốn tim em. Chưa biết yêu là gì, nếu yêu thì ráng chờ đi, mai này em lớn khôn thì em sẽ suy nghĩ. Chuyện gì mà khó quá, đã có anh rồi. Ba
con kiến ở trên lầu cao mang trầu đưa lối, hứa bên nhau dài lâu ta đắp xây lâu đài cao. Có bao nhiêu tiền nông anh mang về em hết, chỉ mong sau đời này ta sẽ mãi mãi gần nhau. Ông bảy đi lên nhảy cơn dòng nhạc hương quê bắt đi chay lên cho nó nảy, ai nấy cũng bảo tuổi này phu thê đứng đằng xa mà sao lòng khích được, chắc có lẽ là mê. Mà nếu thích em là điều anh chắc nịch thì mình còn gì đâu mà chê. Một cù lao xanh chia con nước trôi mênh mang hai dòng. Lơ khoái anh thì nói một tiếng chưa có gì đâu mà lo. Anh thương em mưa nắng giái dầu mà thương em cực quá nên anh gối đầu sang thưa. Em như hoa hậu anh thưa mấy cậu để đón em đi trên lưng trâu da nâu ở trên bờ đê nè. Về nhà mình sống đời mình sống có chi mà cười chê. Chuyện gì mà khó qua đã có anh rồi. Bác con kiến ở trên lầu cao mang trầu đưa lối, hứa bên nhau dài lâu ta đắp xây lâu đài cao. Có bao nhiêu tiền nông anh mang về em hết, chỉ mong sau đời này ta sẽ mãi mãi gần nhau. Cầu mong là một đời này ta sẽ có anh bên cạnh em là trên thế gian này không còn đau buồn. Và dù giàu sang nhà lầu hay ma la, thế gian có đổi thay thì vẫn chỉ yêu mình em. Dưới lấy chồng gần càng chi ở đâu xa, lỡ sau này nhà mình có hết gạo thì cứ alo ba má anh đem qua. Bông lúa chín trên đồng bên nương nhà trồng rau, chẳng cuộc sống xô bồ ta đưa đây về cùng nhau. Ơi điều ly câu hò ngân nga bài tình ca, con nước lớn nước sông anh chống em chèo cùng con. Em đây là con nhà quê mà nhìn thèn cùng trông thấy xinh ghê. Em khoai em kết âm rồi mong cho tình mình nên như phu thê. Em đã tới tuổi gì mà cứ lòng đông, hương sao để trong lòng còn ở đằng ngày em nông em trông. Cây lúa đã đến mùa thì chờ ngày lành anh thương em nghe. Hương anh qua anh à sao đến tận giờ anh cứ im re. Nguyện mong lòng em thương mỗi lần thôi, đâu mong cuộc sống sang giàu chỉ mong chúng ta sẽ thành đôi. Em đây là con nhà quê mà nhìn thèn thùng trong thấy xinh ghê. Em khoai em kết anh rồi mong cho tình mình nên như phu thê. Em đã tới tuổi lấy chồng còn chân chờ gì mà cứ lòng đông, hương sao để trong lòng còn ở đằng này em ngóng em trông. Cây lúa đã đến mùa thì chờ ngày lành anh rước em nghe. Hương anh
dễ. Em cứ chỉ mà lo xa, có chuyện gì khó thì tụi mình cứ cho qua. Vì cái tính em hiền, đẹp người còn đẹp nết, nếu mà chuyện trong nhà cứ để anh lo nha. Đâu cần hứa gì xa xôi, cần đi má anh qua thôi. Chịu cho chúng mình nên đôi là trời ơi nó đã, mình lạ nhất trên đời. Em chú việc yên tâm, anh hứa sẽ không là vui vẻ ăn mì khi em nấu cơm sống. Và anh hứa sẽ cùng em rửa từng cái chén rồi đi làm về sớm, không để em trông ngóng. Từ giờ tiền của anh là của em, tiền của em là của em. Chỉ cần làm về thấy em chờ trước cửa là một phiền tan biến, đâu cần gì nữa em. Mỗi sớm ra đường bắt gặp anh hay đứng nhìn nhìn nó trời, liếc mắt đưa tình làm em mấy phen giật mình. Và rồi ba câu nói anh làm tim em bồi rồi, chẳng lẽ em đã say say anh rồi. Tuổi đôi mươi em chưa muốn phải theo anh ngược xuôi, mà mỗi lần em không có anh kề bên em không được vui. Giờ đây em không biết con tim em nó đang sao, hay là mình lỡ phóng chồng. Em đã giao lòng anh để hai con tim sưởi ấm, tình em như cây lúa xanh yêu những cánh đồng quanh năm. Giờ đây em đâu chứ, em không phải như con người ta, em yêu như một nhành hoa mà em không có biết làm việc nhà, mà thiệt anh rất có vấn đề. Buồn nhớ ai chặt cho anh trên sông, cuộc sống ngơ ngác chặt cho lá thang đi tìm hơi thở. Giờ vẫn chẳng anh nơi phương xa, giờ nhớ mong đẹp đây mong chờ, giờ anh đến với những nỗi nhớ cho tròn vầng trăng.
bao năm bên nhau, không mong cao sang, chỉ mong ngày kết duyên cao trầu. Mong cho mai sau ta luôn bên nhau, nghĩa vợ chồng sắc son bền lâu. Từng ngày em ngóng trông, trông ngóng đến ngày em về làm dâu má anh. Đừng buồn, đừng rầu, đừng lo, có em đây mà em hiền. Ba em không khó, anh có chi lo. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Ba em khoái anh rồi, em không nói anh em làm sao. Anh là trai đi đường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao muộn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe đây, em thương anh lắm đó mình ơi. Đã là duyên, thôi mình sẽ cái phận. Bên nhau tuổi trẻ đến già không hối hận. Anh yêu em, ba chưa dễ ẹt, ai nói mà không được. Như anh nè, lấy anh hôn, chào cao anh đưa tới dạm hỏi em về rồi chọn ngày lành. Xe hoa váy cưới, dọn dẹp cửa nhà đón mừng cô dâu mới nào là rượu hồng. Này là nhẫn cưới, gói gọn tình mình chân thành tuổi đôi mươi. Cầm tấm thiệp hồng xe duyên kết lối, tên chúng mình có cả ngày thành đôi. Tổng cưới hoa vàng ngập tràn cho ngày cưới, chỉ chờ anh rước nàng từ Sài Thành về nhà rồi. Rộn ràng ngày thành hôn của đôi ta, cô chú bác gì sau ngày hôm nay có thêm cháu dâu luôn nha. Chần chờ làm gì chồng ơi, tới luôn anh cứ chơi hết mình, xinh quá thì có em lò. Đám cưới tưng bừng ngập tràn làng trên xóm dưới vui mừng, ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui hòa chung. Vì là về bên anh mình băng qua cánh đồng xanh, đồng xanh chấm chứa tình em trọn một đời dành cho anh mãi. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Mà em quay anh rồi, em không ơi anh em làm sao. Anh là trai biết nhường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao buồn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe em thương anh lắm lo mình ơi. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây, quên hết nỗi lo, ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dâu miền Tây. Mà em khoái anh rồi, em không lấy anh em làm sao. Anh là trai biết nhường, em là dâu hiền ngoan, hai ta sống bên nhau quên hết bao muộn phiền. Người miền Tây thiệt tình lắm, thương thì nói là thương, là em nói nghe để em thương anh lắm đó mình ơi. Ô đi mãi kiếm đi là vô trăm để chuẩn bị qua bé quần áo về cái lễ sinh giá và đối diện cùng các bạn là quân đầu các bạn thì là đi hoàn cảnh ở ngoài và nên chặt hẹp quá. Nhìn là đội ngoài giờ đâu có ai bảo nè, vậy bảo nha, ngót
bạc gì. Đừng lấy chân lên nha. Đây, người ơi nè. Bàn thờ đó, khoan nhìn bàn thờ đúng rồi. Hôm nay là cũng như là tôi xin đại diện cho gia đình của toàn dạng lý. Thì tôi cũng xin phép đây là bên quý bà quý ông ở đây, tôi nhận thấy là có bà nội bà ngoại là lớn hơn nhất, là mấy ông là không có mấy ông lớn hơn cái bà này, thì tôi xin phép là cho cháu mừng thì cái lễ xuống giá đối với bà nội bà ngoại cùng quý bà người bác gái cô dì mở tiếng và quý bác xuân luôn, rồi này hả sang bên mấy ông bác chú cậu dượng và quý bác xuân. Thì chính vì điều đó để cho mà cháu nó khỏi phải qua lại nhiều lần. Thì trước hết là hôm nay là cái bây giờ là cái đã đến giờ vui vui rồi, thưa bà nội bà ngoại, cháu phải trình cái lễ xuất giá trước khi về nhà chồng. Thì với tư cách là bà nội và bà ngoại cũng xin phép được mời hai bà chung đó đổ uống rượu chúc mừng cho cháu mình. Không còn bao nhiêu tiếng đồng hồ thì cháu sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Thì xin phép bà nội bà ngoại như là muốn giữ trước và để chúc mừng cho cháu nội cháu ngoại mình được hạnh phúc trọn đời, và sau đó là để cho cháu nó có thể xin giá. Rồi hai bà cùng ly nè, hai bà cùng ly. Hết nha. Bà nội ngoại không ấy luôn à. Tiếp theo bà nội bà ngoại thì đây tôi thấy hình như là có ông bà Út ha, thì tôi xin phép là nói cho sắp sửa về nhà chồng. Thì hôm nay giờ này là giờ để xuống giá thì kính là ông Út bà Út vừa làm có miếng rượu chúc mừng cho cháu. Bà Út dặn chung rượu, bà Út ơi, bà Út nhìn đây nha bà Út. Bộ có thể làm một sáng không? Ngọt mới được. Mà tôi có con cháu phải uống ngọt mới được. Rồi, ông Út nhìn đây nha, ông Út ơi, ông Út ơi. Rồi, hôm nay cái này với con nè. Út chúc cho vợ chồng con được trăm năm hạnh phúc. Rồi. Rồi, cảm ơn con. Bây giờ con mình con xả thẳng vào đây là anh xả. Tôi biết là bác chú cậu dượng với đứa bác xuôi là lớn nhất nha. Tôi không phải là ham làm lớn nha. Bị có đôi khi tôi lo nói quá rồi cái tôi quên tôi đi. Thì tôi xin phép xin phép mấy bạn mình nha. Tôi xin phép được chúc mừng cho cháu trước. Thì hôm nay là phải có trước là không có không được ạ. Hôm nay thì cái ngày vui của con nha. Bác hai không có biết nói gì hơn. Từ bây giờ thì bác hai thấy là tất cả như bà nội bà ngoại cùng ông Út bà Út rồi tất cả bạn bè ở mấy bên ngoài đều chúc mừng cho con đó. Thì bác hai cũng không ngoại lệ, bác hai cũng chúc mừng. Nhưng mà bác hai chúc mừng hơi đặc biệt chút. Là góp đi ngủ mời bác hai liền con. Mình chúc mừng cho con được hạnh phúc trọn đời. Con như là con thở là con hạnh phúc. Rồi cái này là bác hai. Rồi bác hai đại diện cho bác bảy. Rồi chị đi à, chúc mừng cho con. Vậy là phải ba ly. Mời bác hai ba ly. Ba ly vô chỗ. Ba ly mới được à. Ba thiệt phải ba ly mới được. Nghe có không? Nghe ngon rồi. Thì tiếp theo tôi chỉ mời ở đây là cậu hai hả? Cậu hai, 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 cậu h
con tám hai đứa con hai triệu cháu là đâu bạn này hai đứa bạn này đấy là cháu chín năm hạnh phúc còn năm lo cho cha mẹ. Dạ tôi giao bước ra tôi giao rồi mời cậu hai hai cậu hai ơi rồi cô giao bộ ơi cô giao bộ khoan từ từ mọi hai nhìn lên các mọi hai ơi cô giáo phụ vô ôi quá ngọt luôn quá ngọt đua cháu mà phải ngọt chứ công tư bây giờ là công tư cậu mọi hai á thì ở đây nói đúng là tôi cũng không biết cái này cậu tư của mấy cậu tôi còn là cái cậu tư ở dưới luôn hôm nay chơi rồi dạ trai lớn lên có vợ gái lớn lên có chồng là lực của bà hồi xưa giờ thì cậu tư không biết nói gì hết thằng cho cháu 3 triệu để con mua xà bông hay gì vậy rồi với cậu tư mà vui của con cậu tư chúc hai cháu được 100 năm hạnh phúc. Bác nói luôn ai gửi đó chứ không mà bác chưa đưa tiền vậy mà người ta nhìn ra không biết ông này là cái gì nha thì thôi giờ thấy bác xui cái ngàn vuông của cháu ha giờ này nhất là bây giờ mà cháu phải làm lễ xuất giá để sáng mai về nhà chồng thì xin bác xui vừa làm một miếng rượu để chúc mừng cho cháu và đồng thời để cho cháu nó cần cái lễ xuất giá. Nhìn cái cậu ơi, nhìn cái máy à. Rồi, nó mà thân lầu tên còn gì ốm hả vậy? 17 hả? Chứ ốm hả? Chưa. Thôi, còn ngày. Trình cái lễ xương giá đối với 17. Rồi, cô 7 ơi, đi đâu? Cô 8 vô. Cậu tám như là tính gà. Tôi xin phép là kính mời ở bên ngoài. Nếu mà ai mình hãy đến một cái lễ chung bằng cháu mà biết cái gì nhà đồng. Rồi tới thứ bốn đi, thứ bốn. Đấy. Ở đây thì chắc là ở nhà hết con mình biết. Đây là thứ ba mà cũng là thứ bốn, cái ruột của cô dâu. Nhìn đây, thứ bốn ơi. Con gấu nó kìa, gấu nó sau lưng nha. Anh chơi đi con. Chưa khi rượu nha, con tám. Con tiêu á. Cái gì có chịu cho con ăn cho ba mốt.
Cậu chạy cậu chạy trong xéo đi xuống tới huyện rồi là còn cái phần mình hãy đến chúc mừng cho em chị hai chị hai bỏ nó cho cầm gì vậy trời ơi cho vàng lấy vàng ra đem cho em đi. Bạn bây giờ là có cô ba nó mà cô này hơi bé chút xíu lắm không kịp chen không kịp thành nữ ra giờ đã trễ. Là chính mà còn quý anh quý chị nào ở bên ngoài nữa không? Nếu không thì tôi xin là tuyên bố là cái lễ sư giá đến đây là kết thúc. Quên mấy anh chị nữa. Từ bây giờ tôi cũng xin phép là hai bên nội ngoại hai bên á. Bây giờ đến đã xong hết rồi tới phần anh chị em xong rồi về đến nhà ba mẹ. Thì tự nhiên là thì anh hai đại diện cho hai đứa nha. Nhưng mà những giờ phút này anh xin đại diện cho bé Quỳnh là con của hai nha. Để nói lên những lời biết ơn công sinh thành dưỡng dục của ba mẹ. Thì ở đây tất cả bà con mình ai cũng đã từng làm ba, làm mẹ, làm ông, làm bà hết rồi. Thì ai cũng hiểu nó lại sáng con ra rồi nuôi con lớn lên. Ai cũng mơ ước rằng con mình lớn lên được yêu về gia thất. Thì trong mấy mươi năm hy vọng của hai em đó, hôm nay nó đã trở thành là sự thật rồi. Thì hai đứa em vui lòng uống mấy rượu để chúc mừng cho con mình và đồng thời để cho con nó thể hiện sự biết ơn công sanh thành dưỡng dục của ba mẹ bao năm nay. Thì nếu mà nó trả ơn thì phải trả, nhưng mà trả ơn ngay từ bây giờ thì anh xin phép là con nó không thể trả ơn ngay từ bây giờ được, mà phải là tương lai trở về sau này. Thì trước khi mà con nó lên xe hoa về nhà chồng thì hai đứa em vui lòng uống ví dụ để cho em nó thể hiện sự biết ơn công sinh thành dưỡng dục của ba mẹ là mấy mươi năm nay. Thì con mời cô giao là anh hai đứng đây mẹ, anh đứng đây này, anh bước đây mẹ em xíu. Trước đây ngồi ra trước đi. Rồi mời mẹ chung nữa, mời mẹ chung nữa. Rồi mời ông hai bà cùng ly nè, khoan cùng ly. Rồi cô dâu nhìn đây cô dâu. Thôi bây giờ trước khi kết thúc cái phần trình lễ xuất giá này để về nhà chồng thì cháu nó đã từng tự trường cửu quyền rồi ông bà quá giảng, giờ đến ông bà bác chú cậu dượng con gì mà đến tuổi chuyện đã xong rồi thì tôi xin phép là nội ngoại cùng với bác chú cậu dượng hai bên ha, cho cháu nó xá chung vô đây là bốn xá là coi như là xong, dạ. Xá bốn xá đi cái lễ xuất giá là đến đây tôi xin phép trình với quý ông bà cô bác và anh chị em đã kết thúc. Nếu ông bà cô bác và anh chị em nào có được gia đình mời đi đưa dâu thì
tôi được biết là nhà trai báo là 8 giờ thì ta đến đây sẽ trình lễ với dâu. Thì bà con, ông bà, cô bác và anh chị nào được mời thì cố gắng tranh thủ đến đây trước 7 giờ 30. Dạ, là cái lễ xuất giá đến đây là xin hết. Tôi cũng thành thật là xin lỗi tất cả các bạn trẻ mình nha.